Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viền căn vát phần bên hông này nhé, còn phần giữa quá dài thì mình không cần phải viền. Bây giờ mình sẽ đi cắt miếng căn vát. Bây giờ mình sẽ viền tấm canvas. Các bạn móc vào lỗ thứ hai, lỗ thứ ba, chừa lại hai lỗ đầu tiên. Ở bên hông này nếu các bạn muốn đẹp thì mình viền một lần, sau đó mình mới nẹp căn vát. Nhưng mà ở đây thì mình không có viền mà mình nẹp luôn, tại vì kích thước phần hông của mình nó đã được 6 cm rồi, nếu mà mình viền thì nó sẽ hơn, thì kích thước của chiếc túi chiều rộng của nó sẽ không được đúng là 6 nữa. Nên mình móc xong là mình nẹp căn vát luôn. Tới phần giữa thì các bạn sẽ sử dụng kim khâu len để mình khâu.
Đây là lần đầu tiên mình thực hiện chiếc túi này nên các bước nó còn hơi lộn xộn. Thì tí nữa mình sẽ hệ thống lại cho các bạn nhé. Mình sẽ khâu từ đây qua bên đây, sau đó mình móc tiếp. Sau khi khâu xong thì các bạn sẽ quay lại các bạn móc bình thường nhé.
kết thúc bằng một trượt nhé. Sau đó mình nối với phần ngang thường đi. Mình đã hoàn thành xong việc phân vác một bên hông, thì phần hông còn lại các bạn cũng tương tự các bạn đẹp như vậy nhé. Mình để tấm cần vác và sau đó mình cắt theo tấm cần vác bên kia. Sau khi cắt xong thì mình sẽ nối một cần vác vào phần còn lại. Tương tự như phần bên kia nhé. Phần bên đây thì các bạn sẽ nghe từ đây bằng qua đây, sau đó mình sẽ khâu. Còn nếu cần bát thì mình vừa giấu cái sợi bên thừa này đi.
Sau khi nạp xong thì mình đã được hai phần bên hông như thế này. Bây giờ mình sẽ đi khâu về khóa kéo nhé. Đây để khâu phần khóa cho chắc thì mình sẽ sử dụng sợi dù. Sợi dù 1 mm thì mình sẽ rút ra nha. Thì phần chỉ mình khóa sẽ rất là chắc chắn. Đầu tiên